con đường vô cùng là khó đi. Rất là dạt trơn, còn lâu mới đến ruộng các bạn nhé. Chiếc xe đang tiến vào lê đài là chiếc xe của anh Động. Anh Động hói các bạn nhé. Chiếc xe khá là cổ rồi nhưng mà chạy còn rất là khỏe. Bác tài xế công nông với động ở đây. Ba xe hả anh?
đường vô cùng là khó đi. Xe đều trang bị khối động cơ cực là gấu anh nhé. Tiết ngầm này rất là nóng các bạn nhé. Quay được những video như vậy rất là mệt. Các bạn hãy ủng hộ cho kênh mình nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục chiếc xe thứ 3 là chiếc xe của anh Thuấn. Chiếc xe công lông 2,5 khối, cà bê thùng các bạn.
mắc thôi. To quá, chắc là mắc cái gỗ kìa. Quả lúc sau các bạn có thể thấy nó rất là to nhé, 825 triệu.